Lãnh địa tại mạc thế chương 345, sách nguyên lực trung cấp. Dãy núi thuộc cảnh có thật sự ở trên trái đất sao? Đường vũ tự hỏi ở trong thư viện lâu đài. Người ta dùng ánh nắng mặt trời làm dấu hiệu để phân biệt bên trong và bên ngoài dãy núi thuộc cảnh, đâu mới là ảo ảnh của dãy núi. Nhưng mà bên trong mặc dù không nhìn thấy được mặt trời và mặt trăng, nhưng cũng không phải đưa tay năm ngón mà không thấy được, chỉ là có chút lờ mờ, giống như ánh mặt trời khó có thể chiếu sâu vào bên trong dãy núi, hiện ra ánh sáng cũng không được đầy đủ cho lắm. Nhưng ngay cả khi bên ngoài mặt trời đã lặn đến buổi tối, dãy núi thuộc cảnh ở bên trong vẫn mờ mịt. Cảnh thành tổ chức người chuẩn bị vào bên trong thăm dò, đường vũ biết rõ ràng, đoàn trưởng Tổ Long bên phía Lâm Đông cũng phái người tới mời qua, nhưng anh đã từ chối. Đoàn thăm dò nhiều người như thế, chưa chắc cũng là chuyện tốt, bất quá, cảnh thành hẳn là cũng không có biện pháp, tiểu đội có thể dễ dàng tránh được nguy hiểm, nhưng ma thú và thú biến dị ở trong dãy núi thuộc cảnh quá mạnh. Người quá ít, khi họ gặp nguy hiểm căn bản không có bao nhiêu sự phản kháng. Với nôi tình của cảnh thành, có lẽ cũng làm ra chuẩn bị rất nhiều, nói không chừng có thể thu hoạch được một ít. Đường Vũ suy nghĩ. Đối với anh mà nói, bảo vật tự nhiên không hấp dẫn cho lắm, những trái cây có thể khiến cho người ta thức tỉnh năng lực đặc biệt hay một số vật phẩm có sức mạnh kỳ dị cũng chỉ có như thế làm sao hấp dẫn hơn tương tự như liên minh pháp sư có được một thư viện sách khổng lồ. So với việc khám phá dãy núi thuộc cảnh, có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm bây giờ. Anh cúi đầu nhìn xuống quyển sách có khắc những hoa văn bí ẩn ở trên tay, tâm trí hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Đọc sách khiến cho anh ta cảm thấy hạnh phúc. Hô! Bỏ cuốn sách trung tinh xảo ở trong tay xuống. Đường Vũ cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều. Đây là cuốn sách trung cấp nguyên lực học, ngày hôm qua mới mua được ở trên thị trường. Thị trường đã sớm xuất bản sách ngôn ngữ Trung, bao gồm văn học Trung cơ bản, dược tề học cơ bản, công nghệ chiến đấu cơ bản, v.v. Những sách cơ bản này, từ khoảng 2 tháng trước anh đã có hơn cả chục cuốn. Chính nhờ những cuốn sách chữ Trung này mới khiến anh có được nền móng vững chắc như hôm nay. Y liên, Kevin, La Triết và những người theo dõi khác cũng được hưởng lợi rất nhiều từ cuốn sách Trung. Nhưng sau hơn 2 tháng, lại không thấy bất kỳ cuốn sách trung nào xuất hiện nữa, đường U Hoàng cũng không tin vào ma quỷ. Anh đã bỏ ra 100.000 nguyên tinh, ở thị trường mới thu hẹp lại. Cuối cùng, ngoại trừ mua được một số bản vẽ có giá trị, cái gì cũng chả thấy xuất hiện. Thật sự đen như cứt chó mà. Có lúc anh còn tưởng vị thần xui xẻo quay lại bầu bạn với mình, thế nhưng mấy ngày trước trên thị trường lại xuất hiện một quyển trung cấp dược tề học và ngày hôm qua lại xuất hiện thêm một quyển trung cấp nguyên lực học đường vũ cảm thấy có gì đó không đúng anh ta không cố ý làm mới thị trường cũng chỉ mỗi ngày vào lúc nửa đêm kể từ khi thị trường được đổi mới không ngờ lại xuất hiện hai cuốn sách trung quý giá hơn nữa cả hai đều là trung cấp nói anh ta không phải buôn lậu cũng không có lý do gì phải đợi đến bây giờ cẩn thận những sự kiện gần đây tương đối có chuyện quan trọng chính là nancy đã đột phá đền siêu phàm trước kia cho dù phù văn cơ bản hay là những quyển sách trung khác những kiến thức có liên quan đến siêu phàm đều rất hiếm có lúc đường vũ phải phân tích và suy luận phán đoán của mình về sức mạnh của siêu phàm có được mà gần đây mua được hai quyển sách chung đều không có ngoại lệ nói về những kiến thức có liên quan đến siêu phàm trung cấp dược tề liền có nói sử dụng nguyên liệu từ trên cơ thể siêu phàm để làm thuốc đúng vậy siêu phàm mỗi một sợi lông giọt máu hay bất kỳ bộ phận nào ở trên người đều có thể làm nguyên liệu đặc biệt có một số bộ phận thậm chí bản thân mang theo những năng lực kỳ dị. Trung cấp về phù văn, kể về việc sử dụng nguyên lực cấp cao và một bức màn thần bí được bao phủ cơ thể của siêu phàm, bị bóc mẻ đến từng chi tiết. Siêu phàm được chia làm 3 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn đều có chênh lệch, giống như giai đoạn siêu phàm và giai đoạn thức tỉnh đều có khoảng cách vô cùng lớn. Nancy và Ngôn Đỉnh Thiên đều ở giai đoạn đầu, vẫn là mới vừa bước vào giai đoạn siêu phàm, nếu so sánh những cao thủ siêu phàm khác, chắc chắn sẽ chênh lệch rất nhiều ngôn đỉnh thiên chênh lệch rất lớn nancy thì thực lực mỗi một ngày đang tiến bộ ngược lại chưa chắc không thể so tài với những cao thủ siêu phàm khác nhưng khi đến giai đoạn thứ hai bản chất của sự sống lại khác giai đoạn thứ hai của siêu phàm hệ nguyên tố có thể làm cho bản thân sinh ra năng lượng hệ thân thể có khả năng tái sinh sau khi tay chân bị đứt hay thậm chí nhỏ máu cũng có thể hồi sinh lại nhưng hệ tinh thần linh hồn có thể thoát ra khỏi cơ thể và đi dạo khắp nơi trên thế giới có thể nói khi đạt đến giai đoạn thứ hai những cao thủ siêu phàm sẽ có những năng lực sống sót không thể nào tưởng tượng được và cũng cực kỳ khó giết chết mà đến giai đoạn thứ ba đường vũ lẩm bẩm khả năng biểu tượng nhất đó chính là lĩnh vực chỉ cần ra tay toàn bộ cả thế giới đều bị bao trùm lúc trước sau khi nancy được triệu hồi vị cao thủ khủng bố cuối cùng xuất hiện kia chắc hẳn là siêu phàm giai đoạn thứ ba. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng anh vẫn còn vương vấn sợ hãi, nếu không phải có lực lượng triệu hồi của hệ thống, cho dù có cuốn trục trở về cũng không có khả năng chạy trốn. Dãy núi thuộc cảnh Đoàn thám hiểm sau khi trải qua mấy giờ tìm kiếm, đi tới một vùng đầm lầy thì dừng lại, nhìn qua ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía bên kia đầm lầy. Còn có bên trong đầm lầy, một mảnh tối thui, thỉnh thoảng còn sủi bọt ở trong đống bùn lầy đây là đầm lầy sao phải cũng không phải người đứng đầu đoàn thám hiểm ở trên danh nghĩa chỉ huy cảnh thành nói lông mày của hắn nhíu lại làm cho người ta cảm giác tự cao tự tại nhưng lời nói của hắn lại không có cảm giác hùng hổ dọa người khu vực trước mắt có đặc điểm của đầm lầy nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều mảnh đất đầm lầy này có độc tính phi thường cao và có khả năng ăn mòn một khi vướng vào trong đó. Nhưng các anh hãy nhìn cho kỹ, trên đầm lầy đen có rất nhiều những viên đá nổi ở trên đó. Chỉ cần bước lên những viên đá này, chúng ta có thể đến được bờ bên kia, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Một số người phản bác lại. Ai biết được ở trong đầm lầy đen còn có nguy hiểm nào hay không, lỡ như có con quái vật xuất hiện lên thì sao? Tại sao không chọn đường vòng đi qua? Đoàn trưởng nhướng mày không hề tức giận mà còn cười hỏi lại, các anh có cảm thấy hay không một đường đi tới có người có thể đoán ra điều gì đó đúng vậy thận lâu hải thị xuất hiện ngày đó rõ ràng vô cùng chúng tôi đã vẽ được một phần nhỏ của bản đồ và sau khi so sánh với môi trường cụ thể chúng tôi đã xác nhận tính chân thực một phần con đường chúng ta đang đi có thể dẫn trực tiếp đến một trong những cung điện vẫn còn nguyên vẹn ở trong đó một khi đi đường vòng mất đi phương hướng rõ ràng liền rất khó tìm được cung điện kia mà mảnh đầm lầy đen này, lúc trước chúng tôi đã thăm dò, đó chính là dẫm lên tảng đá đi qua và vẫn chưa gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Không có ai cãi lại, đoàn thám hiểm đã tìm kiếm một khoảng cách ngắn từ bờ đối diện xung quanh đầm lầy đen, một số người thức tỉnh cảnh thành đã đi qua một lần liên tục đi qua. Đến chúng ta. Chu Kiến Hoành nhìn những người phía trước đang nhảy nhót, hơi dùng sức, liền nhảy lên hòn đá đầu tiên. Đầm lầy đen không ngừng sủi bọt trông rất đáng sợ, nhưng đứng ở trên những tảng đá vẫn không có cảm giác khó chịu. Khó khăn duy nhất chính là những tảng đá này cách xa nhau, một số có diện tích nhỏ khó có thể đứng được, còn một số thì nhẵn bóng. Nhưng đối với việc vượt qua tháp thử thách ở tầng 45 mà nói, anh ta thông qua đầm lầy đen cũng không quá dễ dàng. Đứng trên tảng đá nghiêng và trơn trượt, giống như trở về nhà quen thuộc. Cho dù người thức tỉnh ở những nơi trú ẩn khác, cũng không phải dân tép riêu, chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể vượt qua đầm lầy đen. Đúng như dự đoán của đoàn trưởng Cảnh Thành, không có gì khó. A. À, tiếng la thảm thiết từ nơi xa truyền đến, Chu Kiến Hoành bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Một bóng đen từ trong đầm lầy lao ra, một người thức tỉnh phản ứng kịp thời nhảy lên tránh, nhưng lại không để ý hoàn cảnh ở dưới chân, cả người dẫm ở trên đất đầm lầy và chìm vào bên trong. Một mùi khét lẹt truyền đến xung quanh. Người thức tỉnh không ngừng giải dụa nhưng càng lúc càng chìm sâu hơn một người có năng lực bay đến gần kéo cánh tay của anh ta lên nhưng không thấy nhúc nhích gì nữa đất đầm lầy màu đen kia rất dễ dàng chìm vào trong nhưng khi muốn đi ra giống như keo con voi vậy chẳng thể làm gì được chu kiến hoành trong lòng rất nghiêm nghị nhìn lại người thức tỉnh la hét thảm thiết từ chân đến tay rồi tới má dần đen lại người có năng lực bay cũng không dám tiếp tục giữ anh ta lại ngay khi buông tay ra người thức tỉnh đã chìm vào đầm lầy đen, cả người nhanh chóng chìm xuống dưới, ngay cả tiếng la hét và cố gắng giải dụa cũng không còn thấy nữa. Độc, chất độc rất mạnh và tính ăn mòn cũng rất mạnh. Chu Kiến Hoành cũng nhìn thấy bóng đen từ trong đầm lầy lao ra. Một con thú giống như là cá sấu, toàn thân lân giáp đen kịt, miệng há ra và hàm răng sắc bén lạnh lẽo, nhảy xuống đầm lầy và hòa làm một, điều này làm cho tất cả khó mà phát hiện ra. Cá sấu đầm lầy đen không chỉ có một con, khi con cá sấu đầu tiên lao ra khỏi đầm lầy, ngày càng có nhiều bóng đen xuất hiện lao về phía người thức tỉnh đang dẫm trên tảng đá. Con quái vật gì thế này? Không phải nói không có gặp nguy hiểm gì sao? Có thể lần này chúng ta có quá nhiều người và nó đã làm kinh động đến những con quái vật ở dưới đầm lầy rồi. Mau nghĩ biện pháp nhanh lên. Phạm vi hoạt động của chúng ta quá nhỏ để đối phó với những con cá sấu này. Người có năng lực hệ băng hét lên một tiếng, giang hai tay ra, luồng khí lạnh phun ra ngoài. Trong nháy mắt đã đem xung quanh đầm lầy đóng băng lại thành mặt băng. Đứng trên mặt băng, chúng ta có thể chống lại. Mặt băng bị đóng băng cũng không chống đỡ được mấy giây, bị đầm lầm ăn mòn làm cho tan chảy, có nhiều con cá sấu đầm lầy màu đen lao ra, dùng chân đập nát mặt băng. Những con cá sấu đầm lầy màu đen này rất khỏe, bình thường có cấp 6, cấp 7 và một số ít đã đạt tới cấp 8, cấp 9. Nếu như ở trên mặt đất bằng phẳng, đoàn thám hiểm hoàn toàn có khả năng chiến đấu, nhưng ở trên đầm lầy màu đen, người thức tỉnh bị hạn chế rất nhiều. Ngược lại, tụi cá sấu giống như cá gặp nước có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu. Lúc này, người đứng đầu đoàn đội ngũ đã đến bên kia đầm lầy màu đen. Mà cuối đội ngũ, đang ở trung tâm đầm lầy màu đen chính là nơi nguy hiểm nhất. Đoàn trưởng nhíu mày sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, những người có năng lực bay, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, mặt khác anh đã ra lệnh cho hơn một chục người thức tỉnh với kỹ năng mạnh mẽ và khả năng giết người ở cự ly trung bình và xa lần nữa tiến vào đầm lầy đen hỗ trợ. Những người còn lại chỉ có thể chờ đợi ở phía bên kia. Trên đầm lầy đen, cũng không có nhiều đá để đứng cho lắm và quá nhiều người nên không thể chứa hết được. Thay vào đó, tiến lên phía trước hỗ trợ sẽ tạo thành trở ngại cho người khác. Những người thức tỉnh dẫm lên hòn đá và nhanh chóng chạy về phía bờ bên kia của đầm lầy đen cổ nhạc là một đội trưởng của quân đoàn tổ long ở cảnh thành người có khả năng biến hình sau lưng anh ta là một đôi cánh chỉ cần vỗ một cái có thể bay ra mấy chục mét vì để cho đoàn thăm dò giảm thiểu tổn thất và làm gương cổ nhạc dẫn đầu bay nhanh qua đầm lầy đen nương theo ánh sáng lờ mờ nhanh chóng hướng phía dưới đảo qua những người thức tỉnh nổi danh dưới sức ép của con cá sấu đầm lầy đen không ngừng lui về phía sau mà vị trí của người thức tỉnh những tảng đá có thể dẫm lên ngày càng ít đi. Nếu tiếp tục như thế, anh ta cuối cùng sẽ rơi vào đầm lầy. Ánh mắt của cổ nhạc có chút ngưng trọng, cây cung ở trong tay kéo căng ra, mũi tên do kim loại đặc biệt chế tạo bay ra, xuyên qua con cá sấu, đất đầm lầy bị bắn ra tung tóe khắp nơi, người thức tỉnh bị con cá sấu đuổi theo, trong nháy mắt ngạc nhiên. Anh ta vội vàng xoay người và nhảy về hướng một chỗ tảng đá khác có vẻ hơi hoảng sợ. Bang. Lúc này âm thanh của mũi tên phóng lên không trung truyền vào tai mũi tên không thể nào nhặt lại được cổ nhạc có chút đau lòng rất nhanh đem ánh mắt hướng về nơi khác lúc này người tiến vào hỗ trợ cũng đều là những cao thủ hàng đầu nhưng người có năng lực bay được không phải ai cũng giống như anh ta am hiểu về cung tên rất khó đối với cá sấu tạo thành vết thương hiệu quả chỉ có thể bay qua lại làm quấy nhiễu đến tụi cá sấu thậm chí nếu không cẩn thận sẽ bị con cá sấu nhảy lên bắt được kéo xuống vào đầm lầy những người hỗ trợ không thể bay đóng một vai trò nhỏ hơn áp lực của cổ nhạc rất lớn anh không thể cứu tất cả mọi người chỉ có thể ưu tiên giúp đỡ những người thức tỉnh gặp nguy hiểm nhất lúc này ánh mắt anh ta lại rơi vào một nơi khác có người thức tỉnh bị ba con cá sấu nhìn chằm chằm gần như không thể nào thoát thân cổ nhạc không dám chậm trễ lập tức kéo dây cung ra đang chuẩn bị buông tay ra, bỗng nhiên ngây người, hai mắt mở to. Một con cá sấu lao tới, chung quanh cũng không chỗ nào để đặt chân được nữa nhưng người đàn ông cũng không hề hoảng loạn, anh ta không phản kháng, ngược lại mũi chân khẽ nhảy lên cao tránh được cú táp của con cá sấu. Mắt nhìn thấy sắp rơi xuống đầm lầy, anh bỗng nhiên đạp lên vẫy của con cá sấu bên cạnh, mượn nhờ lực để nhảy lên, cơ thể bay về phía bên phải dẫm lên lưng của một con cá sấu khác anh ta hạ thấp trọng tâm và vung thanh đao chém về đầu của con cá sấu. Xoẹt xẹt. Lớp vảy cứng cáp của con cá sấu dễ dàng bị phá vỡ, lưu lại một vết thương trí mạng dài và hẹp. Ngay sau đó, người đàn ông thức tỉnh cầm đao đã dẫm lên nó và cơ thể của anh ta bay giữa không trung, xoay người và thanh đao của anh ta lại trúng vào con cá sấu đang nhào tới dưới bụng. Cuối cùng vững vàng rơi xuống tảng đá lúc đầu đứng. Lợi hại. Có thể đem những con cá sấu làm bàn đạp để nhảy lên, không sợ lỡ tính sai rơi xuống đầm lầy hay sao? Làm người đứng xem, Cổ Nhạc cũng cảm thấy sốc. Người thức tỉnh cầm đao kia, rõ ràng người kia khí tức chỉ mới có cấp 7, nếu ở trên đất bằng giao chiến với cá sấu cũng chỉ có 50-50, chứ đừng nói là ở trong đầm lầy. Nhưng mà năng lực giữ thăng bằng của người kia, khả năng nắm bắt tình hình trận chiến và cách kiểm soát sức mạnh của bản thân đều quá chính xác. Chỉ cần làm ra một chút sai sót, có thể chết trong xương ở nơi này. Cho dù đổi lại là bản thân của cổ nhạc, cho dù anh có thức tỉnh cấp chính đi chăng nữa, cũng không thể nào làm đến một bước như thế. Còn có thanh chiến đao kia, quá là sắc bén. Nó có thể phá vỡ lớp vẫy của con cá sấu giống như đang cắt rau. Chẳng lẽ đây là một thanh đao rung cao cấp mang ra từ trong bí cảnh nào đó hay sao? Trong đầu của cổ nhạc hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Tình thế bây giờ rất là cấp bách anh không nên nghĩ ngợi nhiều nữa vì người thức tỉnh trước mặt đã không cần tới sự hỗ trợ của anh cổ nhạc lập tức đem ánh mắt hướng về chỗ khác ba người thức tỉnh tụ tập lại với nhau nhưng xung quanh có tới bảy tám con cá sấu đang bao vây không xong tụ tập cùng một chỗ có thể dễ dàng ảnh hưởng đến nhau cổ nhạc lúc trước đã nhìn thấy hai người thức tỉnh trong lúc hỗn loạn bọn họ đồng thời nhảy về phía một tảng đá có kích thước như một cuốn sách kết quả cả hai đều chìm xuống đầm lầy đen ngòm không còn mảnh xương hiện tại có ba người xung quanh còn có tới bảy tám con cá sấu mình chỉ có thể trong nháy mắt giết chết một con có thể quá muộn để hỗ trợ nghĩ đến đây cổ nhạc vẫn kéo dây cung ra tuy nhiên ngay sau đó toàn bộ dây cung bị rụt trở về trong tầm mắt do tụ tập với nhau dẫn đến ảnh hưởng đến tình hình hoàn toàn không có cách nào sống sót Ba người thức tỉnh này đã hợp tác với nhau và giết chết ba, bốn con cá sấu đầm lầy đen chỉ trong vài giây. Lại là chân dẫm đạp lên cá sâu. Chẳng lẽ mắt mọc ở sau lưng bọn họ? Rốt cuộc loại vũ khí gì mà sắc bén đến như thế? Khi con cá sấu đen di chuyển ở dưới đầm lầy, phần lớn cơ thể của nó đã ẩn mình dưới đầm lầy, chỉ có một phần nhỏ của nó mới lộ ra bên ngoài. Không phải là không ai nghĩ đến việc lấy những con cá sấu ở dưới đầm lầy làm chỗ đứng, nhưng việc này là quá khó và ít người mới có thể làm được. Không, không đúng. Cổ nhạc giật mình. Trên đầm lầy đen, hầu hết những người thức tỉnh đều nhanh chóng chạy về phía bờ đối diện, bước chân có chút hỗn loạn, đối phó với sự tấn công không hề có quy luật của đám cá sấu đen dưới đầm lầy. Tuy nhiên, có một số ít người, chân dẫm lên những tảng đá nghiêng hay trơn nhẵn giống như đi lại ở trên đất bằng phẳng. Giống như đã trải qua cùng một cảnh tượng hàng trăm nghìn lần, trong khi chiến đấu, bọn họ còn có thời gian nói chuyện nhàn nhã làm cho những người thức tỉnh khác phải nhìn họ. Vài phút sau, khi người thức tỉnh cuối cùng bước đến bờ bên kia, không ít người thở vào nhẹ nhõm, đặc biệt là những người thức tỉnh mới thoát khỏi cái chết từ đầm lầy đen kia. Lúc này, có 6 người chết đi và ba người còn lại bị thương nhẹ. Người đứng đầu nhíu mày nói. Nguyên bản đầm lầy đen xảy ra sự cố ngoài ý muốn và hàng chục người thức tỉnh chết đó là điều bình thường những người khác cũng biết rằng thương vong thấp hơn nhiều chính là bởi vì có sự thay đổi về trình độ phải nói là những người thức tỉnh này thực lực đã vượt xa những gì họ đã dự đoán những người đó thuộc về các thế lực khác nhau nhưng dường như tất cả bọn họ đều đến từ cùng một nơi trú ẩn lớn lâm đông ngoài ra còn có một số thành phố xung quanh ở lâm đông hoành thành sóc hồ và những nơi khác màn trình diễn của những người thức tỉnh đã ngoài sức tưởng tượng bọn họ đến từ các vùng ở thiên nam, bao gồm cả những người thức tỉnh ở cảnh thành, lúc trước còn cảm thấy sự ưu tú, họ không khỏi đánh giá cao đối với những nơi trú ẩn ở lâm đông. Nhưng giống như côn thành, ban đầu bị đánh giá là người thức tỉnh cực kỳ kém. Xem ra hầu hết những người chết đều là người thức tỉnh ở côn thành. sắc mặt của người chỉ huy đội của côn thành ngày càng đen hơn. Sau khi đoàn thám hiểm vượt qua đầm lầy đen lại băng qua khu rừng sỏi đá rồi vòng qua hồ gương và leo qua núi vòi voi dọc theo đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều bị đoàn thám hiểm vượt qua một cách dễ dàng. Một số người thức tỉnh đã chết trên đường đi, nhưng mà so với đội ngũ thăm do mà cảnh thành phái đi trước đó bị chết đi rất nhiều. Lần này, chắc chắn là tốt hơn rất nhiều. Khoảng cách điểm đến cũng ngày càng gần. Đoàn thám hiểm đi vào trong khu rừng rậm rạp, không giống như những khu rừng thông thường, lá ở đây có màu xanh nhạt và phát ra ánh sáng huỳnh quang. Các anh có nghe thấy âm thanh gì không? một người thức tỉnh đến từ cung thành với hình xăm ở trên cánh tay giật mình nhìn xung quanh và bỗng nhiên nhìn thấy rễ cây quán quanh ở cây cổ thụ nhìn thấy hư ảnh mờ ảo. Đó là cái gì? Chỉ là mấy cái linh thể mà thôi, nghĩ không ra người ở cung thành đều nhát gan đến như thế. Người thức tỉnh cảnh thành lắc đầu và cười nhạo. Người đàn ông có cánh tay xăm hình trợn mắt nhìn và sau đó nhìn về phía mấy cái hư ảnh lơ lửng ở đằng kia. Nhát gan. Hừ, loại linh thể này, một mình ta cũng có thể đánh được 10 cái. Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đã rất ngạc nhiên, chỉ là thanh âm quỷ dị như có như không vậy mà linh thể lúc này đã xuất hiện. Anh ta cảm nhận được chỉ có khí tức cấp 6 cho nên anh ấy cũng chả để vào mắt. Tay cầm mã tấu, người đàn ông cánh tay có hình xăm lao lên phía trước mấy bước, quanh người anh ta bốc lên ngọn lửa, nhìn từ xa giống như anh ta đang bị thiêu đốt. Cây đao bao phủ lấy ngọn lửa chém về quái vật linh thể kia. Hô! một đao chém qua, thân ảnh của linh thể vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy được nó đã trở nên mờ nhạt hơn trước. Nhưng mà, đòn công kích mạnh mẽ như thế cũng không thể đem linh thể kia trực tiếp giết chết. Gã đàn ông có hình xăm trên cánh tay cũng không tin vào chuyện ma quỷ, lần nữa vung đáo chém ra, anh ta một giây chém ra sáu nhát đao, mỗi một đao đều mang theo năng lực hệ hỏa của bản thân. Hư ảnh xung quanh của linh thể biến dạng và mờ nhạt nhưng không ngừng trôi dạt và tiếp tục đi tới. Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay lại vung hơn chục đao, mắt sắp thấy linh thể này bị tiêu diệt, nhưng những người còn lại ở trong đoàn thám hiểm lại phát hiện người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đang vung đao trở nên không có quy luật. Ngay cả ngọn lửa ở trên thanh đao kia lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cẩn thận. Người chỉ huy đội cảnh thành là người đầu tiên xông lên. Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay bỗng nhiên hét lên, "Đừng giết từ ta." Động tác của anh ta có chút cứng đờ và ngay sau đó, anh ta ngã xuống đất hướng về phía trước. Người chỉ huy đội công thành tiêu diệt mấy đầu linh thể suy yếu, ngồi sổng xuống đem người thức tỉnh có hình xăm trên cánh tay lên xem xét, chết rồi. Người thức tỉnh có hình xăm trên cánh tay sắc mặt đã trắng bóc, dĩ nhiên không còn hơi thở nào nữa. Làm sao mà chết, đột nhiên như vậy. Người thức tỉnh của cảnh thành cũng không có cười nhạo, ngược lại cảm thấy nghi ngờ. Người thức tỉnh của công thành dù yếu đến thế nào, cũng không thể nào bị giết chết bởi một vài linh thể có thực lực cấp 6 đúng không? Đoàn trưởng Cảnh Thành nhíu mày nhìn thi thể và ngẩng đầu nhìn xung quanh, chúng ta đã bị bao vây và những linh thế này có sức đề kháng đối với hệ nguyên tố không thấp, hơn nữa bọn chúng còn có năng lực công kích tinh thần, cẩn thận một chút. Linh thể xuất hiện phía sau cây cổ thụ với số lượng hơn 1.000, lít nha lít nhít, khiến cho người ta nhìn đến cũng cảm thấy run rẩy, Giống như bước vào hang động ma người đứng đầu nhướng mày ngồi ở trung tâm bình tĩnh chỉ huy người nào có năng lực đặc biệt có thể gây tổn hại đến linh thể đứng ở bên ngoài những người khác đứng ở vòng trong một khi ai xuất hiện điều khác thường lập tức thoát ra khỏi chiến trường trận chiến bùng nổ ở trong nháy mắt chu kiến hoành liếc nhìn những người thức tỉnh quen biết kia lên hay không lên lên trần phong cười ha hả tuy năng lực của chúng ta không thích hợp đối phó với linh thể nhưng chúng ta cũng không phải chỉ có năng lực đặc thù để đối phó với loại thủ đoạn này. Chu Kiến Hoành chạy tới trước một đầu linh thể, khí huyết của anh ấy vận chuyển giống như một lò nướng với nhiệt độ cao. Anh ta xuất đao, huyết quang nồng đậm quấn quanh ở trên thân đao, mang theo cổ sát khí, thanh đao chém xuống. Kỹ năng chiến đấu, huyết trảm. Một đòn ngưng tụ sức mạnh của năng lượng và máu, không chỉ đủ để gây tổn hại đến loại sinh vật đặc biệt như linh thể. Khuyết trảm còn mang theo sát khí, đối với linh thể đó là đòn chết người. Bang Đầu linh thể này nổ tung và biến mất không còn tâm hơi. Cách đó không xa, chấn nhạc cũng chấn động. Đối mặt với linh thể, anh hoàn toàn không có biện pháp nào, chỉ đem nguyên khí bám vào mũi tên cũng chỉ có thể gây ra một chút sát thương nhỏ đối với linh thể. Nhưng bây giờ, một người thức tỉnh cũng không phải là người có năng lực, chỉ dựa vào lực lượng huyết khí còn kém hơn so với năng lượng nguyên khí một bậc lại có thể đem con quái vật linh thể giết chết chỉ một chiêu. Lực lượng huyết sát khí nồng đậm kia, rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ gặp được cơ duyên nào đó? Huyết trảm Bành Huyết trảm Bành Huyết trảm Khóe miệng của cổ nhạc giật giật, đây không phải là cơ duyên sao? làm sao cả đám đều có thể xuất ra đòn tấn công mang theo lực lượng huyết sát khí nồng đậm kia anh nhận thấy rằng hầu hết những vũ khí của những người thức tỉnh này đều quấn quanh lấy huyết quang hơn phân nửa đều là những người thức tỉnh đã biểu hiện ngoài sức tưởng tượng ở trong đầm lầy đen trước đó có vẻ như tất cả đều đến từ khu vực lâm đông nơi đó rốt cuộc có cái quái gì chẳng lẽ còn có thể có cơ duyên dành cho một đám sao cổ nhạc không khỏi suy nghĩ nhưng rất nhanh anh ta cũng không lạc quan tuy những người thức tỉnh ở lâm đông mạnh hơn tưởng tượng nhưng đòn công kích mang theo huyết quang của bọn họ có thể thấy tiêu hao rất nhiều quan trọng hơn rất nhiều người trong đoàn thám hiểm khó có thể làm tổn thương đến linh thể mà bên trong rừng rậm linh thể thật sự quá nhiều khi linh thể đến gần rất nhiều người thức tỉnh ở phía trước từ từ ngã xuống người đứng đầu của đoàn đang ngồi giữa ở trung tâm cũng bắt đầu lo lắng cố gắng suy nghĩ ra biện pháp phá cái thế cục này. Lúc này, ở hàng đầu của đoàn thám hiểm, đoàn trưởng của chiến binh Lâm Kình Thiên đã buông tấm khiên của mình ra và cầm trong tay một thanh chiến chù y và vung vẩy. Sấm sét ở phía trên nhấp nháy, mỗi một đòn đều có thể đánh chết một con quái vật linh thể. Đoàn trưởng chiến binh hít thở hai hơi, bỗng nhiên thân ảnh rất nhanh cũng không cách nào đứng vững, ông nhìn thấy không ít người ở xung quanh từ từ ngã xuống, ngay cả đám người chu kiến hoành cũng vẻ mặt tái mét hít một hơi thật sâu. Bảo vệ cho tôi, tôi sẽ tung ra tuyệt chiêu cuối. Nói xong, đoàn trưởng chiến minh hai tay nắm chặt búa chiến, dơ lên cao. Chu Kiến Hoành, Trần Phong và những người thức tỉnh khác nghĩ đến cái gì, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Kình Thiên, kỹ năng chiến đấu của họ cũng không hề giữ lại. Vài giây sau, Lâm Kình Thiên nắm lấy cây búa chiến ở trên tay, một tia sáng trắng bay lên bầu trời. Dãy núi thực cảnh mờ ảo, Khu rừng ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt bị chiếu rọi, lập tức trở thành màu trắng xóa. Các thành viên của đoàn thám hiểm, tầm nhìn ở bên trong tràn ngập một màu trắng xóa. Nó không hề chói mắt, nhưng nhiều người không biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh sáng chói lòa chỉ kéo dài trong chốc lát, nhanh chóng mờ đi rồi biến mất. Trong trận chiến, các thành viên đoàn thám hiểm từ các địa phương khác ngạc nhiên, mở to hai mắt. Đem bọn họ bao vây ở ba tầng bên trong và bên ngoài. Lúc này như gặp phải mặt trời thiêu đốt, băng tuyết nhanh chóng tan đi. Giải pháp. Tất cả đều đã được giải quyết. Ánh sáng trắng kia vừa rồi là gì? Chúng ta làm sao có đồng đội mạnh mẽ như vậy, chẳng phải chỉ vài phút là có thể đi tới đi lui ở trong dãy núi thuộc cảnh hay sao? Cung Thành, Hồng Thành và những nơi trú ẩn khác, vẻ mặt của những người thức tỉnh vô cùng hưng phấn. Lần lượt suy đoán có cao thủ vô song xuất hiện từ nơi đâu, bọn họ quay đầu nhìn xung quanh sức mạnh vô song. Buồn cười, người có năng lực mạnh nhất ở cảnh thành của chúng ta cũng không cách nào làm ra đòn tấn công mạnh mẽ như thế. Có người nói, hẳn là một bảo vật, nhưng nó có thể tiêu diệt hơn một nghìn con quái vật linh thể cũng được xem là bảo vật tương đối mạnh. Bảo vật gì? Đội trưởng công thành mặt đen lại, nhưng vẫn hỏi ra. Một người thức tỉnh cảnh thành thuộc cao thủ của gia tộc nhà họ Diệp mở miệng nói ra. Bí cảnh rất nhiều người chắc chắn đã nghe nói về nó. Điều đó gần như đồng nghĩa với kho báu, nhưng cũng không phải bí cảnh nào cũng có vật phẩm có giá trị cao. Một số bí cảnh, cho dù biết rõ chúng không đơn giản, ha ha, cũng chưa chắc có thể đem giá trị bên trong khai thác ra. Giống như cây rìu trong tay của ta. Anh ta nói chuyện đồng cầm ra cây rìu khổng lồ dài 1,2 mét, đây là một cây rìu rung cao cấp có kèm theo hiệu ứng chảy máu, nếu không phải đối mặt với linh thể vô dụng, khi cầm cái rìu này, một mình ta cũng có thể đấu với ba con ma thú cùng cấp. Cây rìu này chính là từ bên trong bí cảnh tìm được nếu so sánh với trang bị rung do chúng ta tự sản xuất, à mà quên nói, cảnh thành chúng ta nắm giữ gần 10 loại rung, có thể sản xuất các trang bị rung cấp thấp, cho dù là vũ khí cấp thấp, so với việc dùng trang bị bình thường chế tạo, sẽ cảm thấy khác biệt rất nhiều. Trong đoàn thăm dò, một vài người thức tỉnh cúi đầu nhìn xuống vũ khí của mình khá là xấu hổ. Trao thủ nhà họ Diệp nói tiếp, trang bị rung trung cấp và cao cấp số lượng rất ít, chỉ có bí cảnh mới có thể tìm thấy được nhưng ở phía trên trang bị rung cao cấp còn có một số trang bị uy lực mạnh phi thường hay hiệu ứng cực kỳ đặc biệt chúng ta cảnh thành đều nhất quyết gọi nó là bảo vật chỉ bằng cách xây dựng ra hệ thống tiêu chuẩn thiết bị mới có thể được lưu thông và mua bán tốt hơn tất nhiên ở cấp độ bảo vật như vậy rất ít người sẽ bán nó cho dù có cũng cần phải cân nhắc đến nguyên tinh ngay cả gia tộc nhà họ diệp của chúng ta anh ta thở dài quay đầu nhìn xung quanh chùm sáng dường như từ cây búa chiến bột phát ra, rốt cuộc ai đã sử dụng bảo vật. Ánh mắt của cao thủ nhà họ Diệp rơi vào ở nơi xa, một gã người thức tỉnh mặc trang phục chiến đấu màu đỏ đen, hai tay vẫn cầm chặt cây búa chiến còn duy trì tư thế dơ cao. Trong đoàn thám hiểm cũng có không ít người chú ý tới, một số người ánh mắt lấp lóe và tiến về phía trước. Xung quanh đoàn trưởng chiến binh tụ tập hơn 10 người thức tỉnh đã đăng ký thân phận người mạo hiểm ở Thâm Lam bọn chu kiến hoành và những người khác cũng há miệng nhìn lên cây búa chiến nhỏ màu bạc của lâm kình thiên đây là vũ khí cấp b 1 quá mạnh mạnh mẽ và bất khả chiến bại chiêu vừa rồi chính là kỹ năng đi kèm với vũ khí phải không nó khiến tôi cũng muốn mua một vũ khí với kỹ năng của riêng tôi bớt mơ mộng nữa đi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi lấy vũ khí cấp c 1 c 2 phiếu đổi thưởng cấp b 1 bên cộng hội mạo hiểm chỉ có treo hai cái nhiệm vụ nhưng nếu dễ dàng hoàn thành như vậy, hai cái nhiệm vụ kia cũng không có treo cho tới bây giờ. Lâm Kình Thiên sắc mặt có chút tái mét, chậm rãi hạ tay xuống. Ông đem cây búa chiến đeo ở bên hông, lại nhặt chiếc khiên ném dưới chân lên và giữ nó ở sau lưng, trên khuôn mặt không có chút tì vết của ông cũng nở ra một nụ cười, chỉ là kỹ năng ở trên cây búa chiến vừa mày có thể khắc chế những linh thể này thôi, hơn nữa cây búa chiến này cùng với năng lực của tôi phù hợp. Mới có thể tạo ra uy lực như thế này hóa ra là vũ khí tùy chỉnh, nghe nói giá cả vũ khí tùy chỉnh gấp 3 lần vũ khí bình thường, hơn nữa chỉ có vũ khí cấp B mới tiếp nhận tùy chỉnh, quả nhiên là ông chủ kình thiên. Đúng vậy, ông chủ kình thiên vẫn là người duy nhất trong chúng ta đã leo lên tầng 60 của tháp thử thách, thật sự là người anh lớn mà. Mau rót trà cho anh lớn nào mấy đứa. Một phen tân bốt, nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim. Ban đầu, cao thủ nhà họ dịp đi tới gần, chuẩn bị tìm hiểu về cây búa chiến bảo vật, còn có một số người thức tỉnh khác, khuôn mặt của bọn họ đều ngây ngô. Vũ khí cấp B1 là gì? Không phải gọi là bảo vật sao? Ngoài ra còn có cấp C1, C2, C3, dường như là một bộ hoàn chỉnh, chi tiết xếp hạng các trang bị. Trên cấp B, có phải còn có cấp A hay không? Vũ khí tùy chỉnh. Bảo vật làm sao có thể tùy chỉnh được? Chẳng lẽ có người nắm giữ bảo vật, phương pháp chế tạo vũ khí cấp B1? Làm sao có thể như vậy được? Thách thử thách là cái gì? Cao thủ nhà họ Diệp và những người khác, giờ phút này nội tâm như sụp đổ. Có thể giải thích điều gì đó cho chúng tôi một cách dễ hiểu hay không? Một sự phổ biến những điều kỳ thú của thế giới cho những người thức tỉnh cảnh thành. Còn có những người thức tỉnh ở nơi khác, cứ à ừ ừ hiểu ra gật đầu người đội trưởng mặt đen đến từ côn thành còn khinh thường liếc nhìn những người thức tỉnh cảnh thành một chút vừa rồi còn bộ dáng chả xem ai ra gì không cùng đẳng cấp với bọn họ thế mà bây giờ thì sao rồi làm ra vẻ mặt ngây thơ nhưng vẫn phải làm bộ mình có thể nghe hiểu các anh nói những trang bị rung này đều được sản xuất bởi một nơi trú ẩn tên là thâm lam sao chúng ta có thể mạnh lên chỉ cần có nguyên tinh thôi sao bán trang bị rung và dạy kỹ năng chiến đấu chờ một chút Kỹ năng chiến đấu chính là loại huyết quang quấn quanh vũ khí sao? Tháp thử thách rốt cuộc là cái gì tháp, vẫn không cách nào hiểu nổi. Không ít người thức tỉnh cảnh thành muốn nói một câu ta không tin, nhưng sự thật nằm ngay trước mặt họ, những người này Lâm Đông. À, theo bọn họ nói hẳn là người mạo hiểm đã đăng ký ở Thâm Lam, một chiêu giết chết linh thể, có không ít người thức tỉnh tận mắt chứng kiến. Kể cả trước kia vượt qua đầm lầy đen, bọn họ cũng không thể nào nghĩ thông suốt, bây giờ có chút hiểu ra do có liên quan đến tháp thử thách, còn có những vũ khí vô cùng sắc bén của những người mạo hiểm tại thâm lam đăng ký và những thứ này cũng không phải giả mạo. vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người thức tỉnh cảnh thành đều cảm thấy chán nản. những người thức tỉnh ở cung thành hạnh phúc không thể giải thích được, làm cho họ có cảm giác có được bảo vật nào đó. lâm tình thiên sử dụng tuyệt chiêu, nhanh chóng giải quyết hết linh thể, người thức tỉnh thật sự chết trong trận chiến này cũng không nhiều lắm ngoại trừ một số người thức tỉnh bị thương nặng giống như người thức tỉnh có hình xăm trên cánh tay đã chết đi những người khác bị công kích tinh thần hôn mê ngã xuống đất sau vài phút có người tỉnh dậy ngây người đứng dậy xoa xoa cái đầu có chút đau đớn đoàn thám hiểm tạm thời nghỉ ngơi hồi phục và bố trí một số biện pháp phòng thủ ở xung quanh lại đây xem một chút tình huống của hắn ta có gì đó không đúng cổ nhạc ngồi xổn bên cạnh một người thức tỉnh đang hôn mê nhíu mày không giống như những người thức tỉnh đã hôn mê khác người này tuy vẫn còn hơi thở nhưng lại giống như ngọn nến ở trong gió tùy thời đều có nguy cơ tắt đi làn da của anh ta có chút xanh đen và trông rất kỳ lạ người đoàn trưởng đi tới ngưng thần cảm giác một chút trong cơ thể anh ta có một loại lực lượng kỳ quái nào đó đang ăn mòn sinh lực của anh ấy đoàn trưởng còn cứu được nữa không đoàn trưởng cũng nhíu mày và cúi đầu thở dài tôi chỉ có thể đem cổ lực lượng ở trong cơ thể anh ta đánh bay thế nhưng anh ấy quá suy yếu nếu trừ bỏ cổ lực lượng này đi sẽ tạo thành tổn thương với sức sống hiện tại của anh ấy chắc chắn sẽ chịu không nổi nhìn vào người anh em nằm trên mặt đất vẫn còn hôn mê nhìn người anh em sắp chết đi cổ nhạc nắm chặt nắm đấm hai mắt ửng đỏ bỗng nhiên hét lớn ai có năng lực cứu sống hắn tôi có thể thanh toán mọi giá cả ánh mắt anh ấy mang theo tha thiết nhìn về đám người lâm kình thiên lâm kình thiên nhìn một hồi cũng lắc đầu năng lực của tôi có xu hướng phá hoại không có biện pháp ảnh hưởng đến bản thân anh ta đem cổ lực lượng kia cho tiêu diệt trái tim của cổ nhạc chìm xuống bên trong có cái gì tôi có thể có biện pháp nhưng cổ nhạc ngẩng đầu lên ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể trả trong khả năng bất cứ cái gì cũng được trần phong ngượng ngùng gãi đầu cười xấu hổ cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp vốn dĩ tôi không cần trả thù lao chỉ là món đồ kia chỉ sử dụng có một lần và tôi phải tốn không ít nguyên tinh mới mua được đến tay, cho nên. Nói xong, Trần Phong từ trong ba lô lấy ra một cuốn trục dày hai ngón tay. Đây là. Đây là một cuốn trục dùng để thanh lọc, à, vật phẩm của thâm lam sản xuất ra. Đúng như tên gọi của nó, chính là loại bỏ những trại thái tiêu cực. Trên sách hướng dẫn nó viết như thế. Bao nhiêu tiền? 800 nguyên tinh. Thỏa thuận, Cổ nhạc cầm lấy cuốn trục và mở nó ra, ở trên khắc những chữ rung tối nghĩa và khó hiểu, hoặc nhìn cũng khiến cho người ta hoa cả mắt. Làm thế nào để sử dụng nó? Anh dừng lại vài giây trong khi cầm cuốn trục, có chút ngượng ngùng hỏi. Trực tiếp đem cuốn trục xé ra hay là dùng nguyên lực rót vào, lấy tinh thần dẫn dắt phép thuật phóng ra ngoài? Cổ nhạc tập trung huy động nguồn nguyên lực ở bên trong cơ thể và rót vào cuộn giấy cổ xưa này. Trong khoảnh khắc những chữ rung tối nghĩa và khó hiểu trên cuộn giấy sáng lên. Cổ nhạc không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn dắt lực lượng ở trong cuốn trục. Một tia sáng màu trắng mờ ảo bắn ra từ cuộn giấy và bao trùm lên người thức tỉnh ngã xuống đất. Nó kéo dài khoảng 2, 3 giây, ánh sáng trắng nhanh chóng biến mất, cổ nhạc nhanh chóng nhìn lại và chỉ thấy trên mặt người thức tỉnh đang hôn mê màu xanh đen, mắt thường có thể thấy được đang từ từ mờ dần, ngay cả hơi thở lúc có lúc không. Cũng từ từ hô hấp bình thường trở lại anh ấy nhanh chóng tìm tới người có năng lực chữa trị của quân đoàn Tổ Long và lại nhìn cuốn trục ở trong tay. Cuộn giấy vẫn còn ở đó, mặt ở trên khắc những chữ rung khó hiểu, giờ phút này nó đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuốn trục đã mất đi loại khí tức bí ẩn và trở nên bình thường. Người thức tỉnh ngã xuống đất đã được điều trị cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hơi thở vẫn còn suy yếu. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, khiến cho người bên ngoài cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tác dụng của cuốn trục thanh lọc thật sự quá tuyệt vời, nếu không phải là ba 800 nguyên tinh một cuốn, giá cả thật sự quá đắt đỏ, tôi thật sự muốn mua một cuốn để phòng hờ. Nói không chừng vào thời khắc quan trọng cũng có khả năng cứu cái mạng nhỏ của mình. Vũ khí và mọi thứ đều ổn, nhưng giá cả của cuộn giấy này thật sự quá đắt, thật sự mua không nổi với cái giá đó nha, vẫn là đội trưởng Trần giàu có. Khu rừng rậm quỷ dị này vẫn ẩn chứa sát khí, không có ở đây lâu khi tất cả người thức tỉnh hôn mê tỉnh lại và hồi phục khả năng chiến đấu một chút đoàn thám hiểm tiếp tục xuất phát nhưng mà không đi được mấy bước những âm thanh sắc bén vang lên từ chỗ sâu trong rừng một làn sóng âm thanh vô hình tác động đến tinh thần của đoàn thám hiểm trong nháy mắt không ít người chao đảo người thức tỉnh vừa mới hôn mê tỉnh lại sắc mặt càng tái nhật hơn những đám linh thể xuất hiện ở xung quanh số lượng so với vừa rồi còn nhiều hơn trong đó có một số linh thể cao cấp giống như một đám khói đen so với linh thể bình thường bự hơn rất nhiều và có khí tức cũng đáng sợ hơn nhiều có chút không ổn cho lắm vừa nãy âm thanh phát ra là tiếng gì một chiêu kia còn có thể sử dụng sao lâm kình thiên lắc đầu vũ khí mang theo kỹ năng cho dù có tiếp tục bổ sung nguyên lực cũng cần phải chờ hơn nửa tiếng e rằng không kịp nữa rồi bên phía cảnh thành cũng không có biện pháp gì sao với tư cách là người tổ chức và cũng là bên có số lượng người đông nhất trong đoàn thăm dò, so với những người thức tỉnh ở nơi trú ẩn như Lâm Đông thì không có biểu hiện gì chói lọi, điều này khiến cho nhiều người từ các khu vực khác cũng có chút thất vọng. Người chỉ huy cũng có chút buồn bã, lông mày dựng thẳng đã nhíu đến không có cách nào biến dạng. Lần này, chúng tôi mang theo ba kiện bảo vật, nhưng đối với linh thể tác dụng không có được mạnh cho lắm. Trong khi nói chuyện, đã có người thức tỉnh thuộc quân đoàn Tổ Long, trên tay cầm một cành cây gỗ cứng màu xám, đi về phía tuyến đầu. Vung tay lên, trên cành cây gỗ cứng màu xám cho sinh trưởng ra vô số chi màu xám nhỏ bé. Những chi màu xám này lập tức xuyên qua 10 con linh thể ở gần đó. Trên người linh thể tầng tầng sóng nước đun sôi cho đến khi vỡ ra. Tuy nhiên, so với vô số linh thể ở trong tầm mắt, việc cành cây gỗ cứng màu xám giết chết chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mát. Cho dù Lâm Kình Thiên có sử dụng tuyệt chiêu của mình lần nữa, cũng không thể nào tiêu diệt được hết đám linh thể này. Lúc này, một hơi thở kinh cũng từ xa bay lên. Với ánh sáng màu xanh nhạt của rừng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy được vô số quái vật hội tụ cùng một chỗ, dung hợp hình thành một con quái vật linh thể khổng lồ giống như ngọn núi. Thanh âm chói tai lần nữa vang lên. Lần này, ngay cả người chỉ huy đoàn thăm dò, cổ nhạc và những người thức tỉnh thực lực cao một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, yếu ớt hơn, thậm chí có người đã ngất đi. Những người mạo hiểm khác đã đăng ký trong Thâm Lam, đã dùng qua thuốc tăng cường tinh thần. Tinh thần của họ mạnh hơn nhiều so với người thức tỉnh bình thường không ít. Tuy nhiên, sắc mặt đám người chu kiến hoành, Trần Phong cũng có chút xanh sao. Chỉ là một tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Thật kinh khủng, nhanh chóng rút lui. Làm thế nào để rút lui? Chúng ta đang bị bao vây hết rồi. Người đứng đầu nhìn về nơi xa, tuy khoảng cách không có xa, nhưng vẫn dứt khoát ra lệnh rút lui có một kiện bảo vật có thể đưa tất cả trở về nhưng cần phải có thời gian để chuẩn bị anh vừa nói vừa lấy bảo vật ra từ trong túi to bằng lòng bàn tay giống như đồng hồ bỏ túi âm thanh tích tắc truyền ra một cái trận pháp dịch chuyển đơn giản xuất hiện ở dưới chân mọi người dần thành hình ngăn cản không cho chúng nó phá hư trận hình trận pháp dịch chuyển xuất hiện và những làn sóng hướng xung quanh truyền ra ngoài ngay lập tức những linh thể quái vật lơ lửng giống như bị kích thích, diện mạo bọn chúng trở nên điên cuồng, tốc độ nhanh hơn và những đợt sóng tinh thần ập đến. Tấu trúc bên trong trận pháp dịch chuyển đang được hình thành bị lay chuyển hơi có chút mờ ảo. Nhanh lên. Những người thức tỉnh vẫn còn khả năng chiến đấu, không chút nào do dự. Nơi xa, khí tức khủng bố ngày càng mạnh, quái vật linh thể khổng lồ như ngọn núi có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Giết lâm kình thiên hét lên và sấm sét trên chiếc búa màu trắng nổ tung một đòn có thể giết chết ba con quái vật linh thể những người khác cũng đứng ở bên cạnh trận pháp dịch chuyển dùng tất cả những thủ đoạn bảo vệ tính mạng có người còn xông lên phía trước giết một đợt khi trở lại trận pháp chịu không nổi nữa đã hôn mê bất tỉnh linh thể càng ngày càng tới gần nhiều người thức tỉnh bị tinh thần tấn công chịu không được ngã xuống trận pháp dịch chuyển không ngừng nhấp nháy sắp được hình thành đoàn trường đứng ở trung ương cũng đỏ mặt còn có vài người có năng lực đưa tay áp lên vai anh ta cuối cùng nét vẽ cuối cùng cũng xong trận pháp dịch chuyển phát sáng trong nháy mắt trời đất quay cuồng rất nhiều người thức tỉnh không có đứng vững đặt mông ngồi trên đất thậm chí còn chóng mặt hơn nhìn cái gì cũng toàn thấy ảnh phân thân chờ một hồi lâu mới có không ít người vượt qua được di chứng của phép dịch chuyển rồi mới ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài mặt trời chói chang và cách đó không xa là bức tường thành sắt thép dày đặc của trạm trung chuyển còn có mấy con quái vật linh thể chúng được mang theo ra ngoài thân ảnh có chút hư ảo và vặn vẹo hình như chúng cũng bị di chứng dịch chuyển ảnh hưởng vài người thức tỉnh hồi phục nhanh nhất lao tới giải quyết hết những con quái vật linh thể cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm và ngồi xuống lần nữa lãnh địa viện nghiên cứu đường vũ trong tay cầm một ống thuốc màu đỏ nhạt giống như soda đang sủi bọt loại thuốc có thể nhanh chóng chữa trị vết thương, cuối cùng cũng được chế tạo ra. Nhìn qua uống rất ngon. Quan sát nửa giây, anh đưa lên miệng, ừng ực uống ống thủy tinh chứa 20ml nước thuốc này. Có một chút vị của cây lựu, nó có vị rất ngon. Chờ đã, hình như quên sử dụng chuột bạch làm thí nghiệm trước tiên rồi sao? Sắc mặt đường vũ cứng đờ, nhìn lọ thuốc trống rỗng ở trong tay rồi lại nhìn vào lồng sắt ở bên cạnh. Bên trong, nhung trắng bổn mỉm, thu mình nằm ở trong góc là con chuột bạch biến dị với vẻ mặt ngây thơ chỉ có thể tự an ủi bản thân quên đi dược liệu của thuốc phục hồi đều là thuốc bổ uống vào cũng sẽ không có chết người huống chi mình đã trải qua giai đoạn cải tạo lại cơ thể nội tạng cũng đã được rèn luyện xong xuôi nói chung là có lẽ cơ bản là độc cũng không làm mình chết đi cũng may việc sản xuất thuốc dạng ống này rất thành công và không có bất kỳ tác dụng phụ tập trung cảm nhận những thay đổi của cơ thể, chỉ cảm thấy một cổ năng lượng nhẹ nhàng, nhanh chóng lan tỏa ở bên trong cơ thể, thâm nhập vào các cơ quan nội tạng và từng tế bào. E Đường vũ khép bốn ngón tay ở tay phải lại, đưa nguyên lực phóng ra ngoài, bám vào trên đó, đầu ngón tay phát ra ánh sáng yếu ớt. Trên cánh tay trái bỗng nhiên tạo thành một vết thương dài chừng 10cm. Mẹ nó, dùng sức hơi lớn nên đau quá. Lúc này, cổ năng lượng ấm áp ở trong cơ thể nhanh chóng hội tụ về phía chỗ vết thương. Trong vòng chưa đầy 10 giây, vết thương dài 10cm đã lành lại, vết sẹo lưu lại ở phía trên rất nhanh bị tróc ra. Đường vũ cảm thấy mới chỉ tiêu hao một phần 5 năng lượng của thuốc. Đối với những người thức tỉnh dưới cấp 6 mà nói, một ống thuốc như vậy cũng đủ để chữa trị vết thương tương đối nặng. Cho dù có là thức tỉnh cao cấp, nếu một ống không đủ thì hai, ba ống cũng có thể phát huy tác dụng. Trước khi nghiên cứu thuốc trị liệu này hoặc là hiệu quả chữa trị không có đủ hay là tác dụng của thuốc còn quá chậm. Nhìn mấy ống thuốc thành phẩm còn lưu lại ở trên bàn thuốc, đường vũ suy nghĩ một chút. Gọi là thuốc phục hồi loại một đi. Anh đã có thể hình dung ra tình hình khi thuốc này được công bố ra bên ngoài sẽ bán chạy như thế nào, cho dù đội mạo hiểm có người mang năng lực chữa trị, chắc chắn sẽ không keo kiệt một ít nguyên tinh để mua một vài ống thuốc bảo vệ tính mạng của bọn họ. Hơn nữa, Năng lực chữa trị cũng chia ra làm rất nhiều loại, có người am hiểu về những vết thương bên ngoài. Lấy năng lực chữa trị của bản thân dùng năng lượng để hồi phục và chữa trị cho người bị thương. Còn có loại ban tặng cho sinh lực, mang lại cho người bị thương một sinh lực mạnh mẽ, để cho người bị thương đạt được hiệu quả chữa bệnh nhanh chóng. Hay là một loại theo hướng thanh lọc, có thể loại bỏ vết bỏng, đóng băng và các trạng thái năng lượng xâm nhập từ bên ngoài, giúp cho người bị thương trở lại trạng thái ban đầu. Ba loại khả năng chữa trị này tương đối phổ biến. Sau khi Winnie tiếp nhận truyền thừa, cô ấy chủ yếu tập trung vào loại đầu tiên chữa trị, nhưng cô cũng biết được không ít phép thuật thanh lọc. Tuy nhiên, thuốc hồi phục số 1, ngoại trừ chữa trị vết thương ở bên ngoài, còn có thể khôi phục thể lực và giảm bớt mệt mỏi, có thể nói là khá toàn diện. Muốn nói về khuyết điểm, ống thuốc nước này không tiện mang theo cho lắm. Nếu có thể bào chế thành thuốc viên, càng có lợi hơn trong việc sử dụng trong chiến đấu tích tích. Máy thông tin đơn giản đặt ở bên cạnh bàn rung lên, chất lỏng màu đỏ nhạt tạo nên gợn sóng, bong bóng nổi lên. Đường Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV cầm lên nhìn. Lãnh chúa, phù không thuyền đã lắp ráp xong, có thể tiến hành bay thử nghiệm. Kevin Senraje Patricia Traviskin. Đường Vũ. Vậy mà không sử dụng thế ước để liên lạc cho thuận tiện và nhanh chóng, anh còn tưởng rằng là ai khác. Kevin quả nhiên bị cho bộ râu cản trở làm cho bối rối rồi hay sao? Đường Vũ trên đường gặp Trần Hải Bình, cả hai người chạy thẳng đến khu trang bị. Là nhân vật quan trọng của nơi trú ẩn, mặc dù Trần Hải Bình biết về sự tồn tại của thuyền bay, nhưng anh hiểu biết cũng không nhiều. Khi nghe nói sắp bay thử, trong mắt của anh tràn đầy kính sợ. "Giám đốc, kế hoạch thuyền bay thật sự có thể thành công hay sao?" "Tôi nghe nói sức chứa của nó khoảng 300 người." 300 người đó chỉ là số lượng nhân viên có thể chở được trên thực tế thiết kế của chiếc thuyền bay một phần lớn không gian được sử dụng để làm khoang chứa hàng hóa lượng hàng hóa chứa rất nhiều nhưng bầu trời là địa bàn của tụi ma thú biết bay máy bay chiến đấu chỉ dám bay ở độ cao thấp và máy bay chiến đấu bình thường cũng không dám bay quá xa nơi trú ẩn thuyền bay so với máy bay chiến đấu mục tiêu này còn lớn hơn và tôi cũng nghe những người lâm đông nói qua Bắc Đình cố gắng sử dụng kinh khí bay qua vùng khác nhưng đã thất bại. Từ khi xảy ra thay đổi, máy bay chiến đấu cũng không thấy xuất hiện nữa, cơ bản chưa có ai cải thiện nó cho nên bầu trời vẫn chưa có chỗ đứng cho con người. Các ma thú biết bay sẽ không bị bao vây và giết đi, cho nên số lượng của chúng nó ngày càng nhiều, mãi cho đến khi chúng nó hội tụ với làn sóng ma thú, mới bị vũ khí vòng không của con người tiêu diệt. Những lo lắng của Trần Hải Bình cũng là chính đáng nhưng phần lớn là do sự hiểu biết không đầy đủ về thuyền bay đường vũ mỉm cười thuyền bay nó không giống kinh khí cầu kinh khí cầu cần phải mượn túi khí để nạp khí vào với mật độ thấp mới có thể bay lên sự tồn tại của túi khí xác thực là một mục tiêu rất lớn rất dễ bị đám ma thú biết bay chú ý tới và phá hủy nhưng mà thuyền bay lại dựa vào ở phía dưới trận pháp khổng lồ khắc họa lên cho nên mới bay được tốc độ nhanh hơn bản thân của nó có năng lực phòng thủ cao đủ để đối phó với sự uy hiếp của ma thú biết bay. Đợi lát nữa, lần bay thử nghiệm đầu tiên của thuyền bay, anh đi xem một chút rồi sẽ biết. Đường Vũ cũng cao hứng. Việc bán thiết bị rung chiếm một phần lớn thu nhập của lãnh địa, nhưng bị hạn chế hoàn cảnh của tận thế, rất khó để hướng các nơi để buôn bán. Việc xây dựng cổng dịch chuyển cần phải dựa vào lãnh địa phụ. Số lượng lãnh địa phụ cũng có hạn, kỹ thuật chế tạo cổng dịch chuyển lại quá mức cao siêu không cách nào chỉ dựa vào chính mình có thể xây dựng được hiện tại nguồn tiêu thụ hàng hóa cũng chỉ là những khu vực ở xung quanh thâm lam và lạc hà ngay cả những khu vực như hoành thành sóc hồ và các khu vực xung quanh thành phố khác cho dù có nhiều thương nhân qua lại thực tế cũng rất khó đáp ứng nhu cầu của người thức tỉnh ở các địa phương bởi vì vấn đề về giao thông vận tải thậm chí không thể mở một khu bán hàng mới ở cảnh thành Đường Vũ cũng đã tính đến việc sử dụng phù du chiến xa để vận chuyển. Cho dù có chất đầy hàng hóa trong ba lô không gian, mỗi lần vận chuyển cũng không có được bao nhiêu hàng hóa. Những vật phẩm lớn không có cách nào bỏ vào ba lô không gian. Phù du chiến xa cũng không có nhiều, mỗi một chiếc chế tạo lên tới 200.000 nguyên tinh. Một ít tài liệu quý hiếm, chỉ có thể chậm rãi mới gom góp được. Toàn bộ lãnh địa chỉ mới có mười mấy chiếc, một nửa phân cho bộ vũ trang, bộ tình báo cũng muốn bốn. 5 chiếc. Trong tay anh chỉ còn giữ lại có 2 chiếc, còn phải phân cho tùy tùng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Làm gì có phù du chiến xa còn trống để có thể tự do vận chuyển hàng hóa. Thuyền bay thì khác, chi phí chế tạo khoảng 2, 3 triệu nhưng sức chở của nó lại hơn xa phù du chiến xa. Chỉ là do phải nhịn ăn nhịn mặt mới có thể góp đủ chi phí trước mắt cho nên không chế tạo được mấy chiếc. Đường vũ có chút buồn bã. Kho bạc trong khoảng thời gian này đều lơ lửng giữa đường dây cảnh báo và đường khẩn cấp. Cho dù có mỏ ở trong lãnh địa, cũng sắp chịu không nổi nữa. Mỗi ngày, thu nhập của mỏ nguyên tinh ổn định ở mức mấy chục nghìn nguyên tinh. Điểm tài nguyên số 1, trừ đi chi phí sửa chữa các công trình phòng thủ, mỗi ngày cũng có thể thu nhập từ 20.000 đến 30.000. Lượng tiêu thụ trang bị, không gian tinh thần, thu nhập võ quán hiện đã trở thành nguồn thu lớn nhất từ hàng chục nghìn nguyên tinh đến hàng trăm nghìn nguyên tinh. Tuy nhiên, xây dựng một tòa kiến trúc phòng ngự cần phải tốn mấy nghìn nguyên tinh, có khi chi phí còn mắc hơn, từ hàng chục nghìn lên đến hai ba chục nghìn. Việc triển khai tuyến phòng thủ có khi lên đến hàng triệu nguyên tinh. Việc trả lương cho tùy tùng và nhân viên cũng tốn rất nhiều, mỗi tuần phải tốn từ 10 đến 20 nghìn nguyên tinh. Thậm chí hệ thống chiến đấu được xây dựng của anh ta Mỗi lần mở ra cũng sẽ tốn hết hàng chục nghìn nguyên tinh và nó chỉ có thể duy trì không đến một phú đồng hồ. Lần trước, rõ ràng cảm thấy được hệ thống chiến đấu rất hoàn mỹ, đối mặt với siêu phàm có thể đánh một trận, nhưng anh ta thật sự bỏ qua việc quan trọng nhất đó chính là thiếu nguyên tinh. So sánh với việc nâng cấp lãnh địa, triệu hồi người mạo hiểm, làm mới thị trường, ngược lại chẳng tính là gì. Phù du chiến xa, thuyền bay và các loại phương tiện đắt tiền khác nếu không phải phần lớn vật liệu do binh đoàn điều tra thu thập được giúp giảm đi chi phí chế tạo không phải như thế cũng không thể nào chế tạo nhiều như thế đường vũ tuy trong nhà có mỏ nhưng thật ra vẫn là kẻ nghèo mạc anh chỉ biết cười khổ chờ thuyền bay thử nghiệm bay qua khu vực khác thành công nhất định phải đem hàng hóa bán cho các nơi trên toàn thế giới nghe lạc lâm nói người thức tỉnh ở cảnh thành rất là giàu có điểm dừng chân đầu tiên liền lựa chọn cảnh thành trước tiên trong lúc suy nghĩ về điều đó Bức tường đen của khu vực trang bị đã hiện ra ngay ở trước mắt. Diện tích của khu xưởng sản xuất trang bị cũng không hề nhỏ. Bức tường thành cấp 1 được xây lúc ban đầu, bây giờ đã trở thành tường thành nội bộ. Ở phía trên tường thành có nhiều nòng súng máy lộ ra ngoài, vì hiếp bất cứ kẻ nào mang ý đồ xấu và thậm chí còn có người bảo vệ ở nơi đó 24 giờ không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có thám tử lẻn vào khu xưởng sản xuất trang bị cũng rất nhanh bị tóm gọn. Ở phía xa chính là bức tường cấp 3 trải dài không thấy điểm cuối, cao lớn và dày đứng sừng sững ở vùng hoang dã cho đến khi có thể nhìn thấy nửa ngọn núi, đem dãy núi bao bọc lại, mượn địa hình nơi này để ngăn cản bất kỳ con ma thú nào xâm phạm. Đường Vũ nhìn thấy một con ma thú đang bay tới gần, lập tức bị pháo phòng không trên tường thành giết chết, nó la hét thảm thiết rồi từ trên trời rơi xuống trên tường thành. Một người thức tỉnh canh gác nơi đó, lập tức từ trên tường thành nhảy xuống, tầm mắt anh đã bị ngăn cản bởi tường thành. Đường Vũ không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh có thể đoán được là để thu thập nguyên tinh và các tài liệu quan trọng từ ma thú. Trong quá trình làm nhiệm vụ thủ thành, thu được cần phải giao lên binh đoàn, bản thân của mình cũng đạt được một phần điểm cống hiến, tương đương với việc thu thập thêm. "Giám đốc, cuối cùng anh cũng đến rồi, chúng ta nhanh lên thuyền bay nhìn đi." Kevin bước nhanh đi tới, trâu tri dài bay theo gió, phía sau còn có mấy bóng người có các thành viên cốt cán của bộ phận trang bị cũng như bộ phận hậu cần đường vũ nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc bảy tám người quen thuộc bộ phận thiết bị chịu trách nhiệm về việc này thuyền bay hẳn là đã gặp qua rất nhiều lần rồi vậy thì không đúng rồi kevin phấn khích tôi chưa bao giờ thấy thuyền bay lên bao giờ chiếc thuyền bay to lớn như vậy giữ bí mật tương đối cao khu vực xây dựng chắc chắn không phải ở chỗ này mà là nằm ở trên núi mọi người rất nhanh đi tới phía sau bộ phận trang bị, vị trí dựa vào núi, trước mắt là sườn núi nghiêng 7 đến 80 độ, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cổng hợp kim. Lực lượng tinh thần của đường vũ bao phủ ở phía trước, ánh đèn xác minh rất nhanh chuyển từ đỏ thành xanh lá cây. Cảnh cửa hợp kim mở ra, đường vũ bước vào bên trong. Hai bên lối đi là bức tường làm bằng kim loại và có đèn thủy tinh nguyên lực được gắn ở trên đỉnh lối đi, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Dương Uy và một số thành viên nòng cốt bộ phận thiết bị và bộ phận hậu cần đi theo mấy vị cấp cao, có chút câu nệ. Anh ấy là từng là người có tay nghề thấp nhất, bởi vì vóc dáng nhỏ bé và suy dinh dưỡng, ngay cả tiền lương làm tạp công lấy cũng ít hơn người khác. Nhưng mà hiện giờ, anh đã là chủ nhiệm phân xưởng rung và thông qua quỹ người thức tỉnh cho quay, quỹ khen thưởng nhân viên ưu tú, đã mua không ít thuốc hỗ trợ và đã thành công trở thành người thức tỉnh. Lương hàng tuần cao tới 280, thức tỉnh cấp 3, còn có trình độ phù văn gần bằng với bậc thầy rung trung cấp. Người từ nhân viên tạp công thành công nghịch chuyển, đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Tuy nhiên, Dương Uy vẫn cẩn trọng, đi trên đường đều phải khép chân, không dám phát ra âm thanh quá lớn. Đi ở phía trước, toàn là nhân vật cấp cao ở nơi trú ẩn. Ngoại trừ Bộ trưởng Kevin, hai người khác anh ta không biết. Bộ trưởng Trần được xem là đại quản gia nơi trú ẩn, mà thanh niên Tuấn Tú uy nghiêm kia, lại là giám đốc đường, không bao giờ thấy bóng dáng. Là nhân vật đã một tay thành lập Thâm Lam. Hiện giờ đang mang theo bọn họ tiến về thuyền bay ở khu sản xuất. Dương Uy biết rõ sự tồn tại của thuyền bay, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh bước vào nơi này. Trong lúc thận trọng cũng có phấn khích không thể kiểm soát được. Chính xác thuyền bay là công nghệ như thế nào? Từng mảnh rung được kết nối với nhau như thế nào? Cấu trúc có những đặc điểm gì? nó hùng vĩ như thế nào. Tất cả mọi người đều đã thức tỉnh và bước chân của họ cũng không hề chậm chạp. Đi thẳng về phía trước một đoạn thời gian rồi lại rẽ vào một con dốc đi lên. Đây là con đường đủ để cho xe tải đi qua. Vài phút sau, họ bước ra khỏi đường hầm và ánh sáng ở trước mặt họ. Dương Uy khẽ há to miệng. Bọn họ đi tới cái bục ở trên núi, cây cối đã được nhổ hết, mặt đất được đào bằng phẳng. Phía trên đổ một lớp xi măng dày, nhìn qua khu vực diện tích của cái bục rất lớn, ít nhất tương đương với mười mấy sân bóng đá nối liền với nhau. Vách núi bên cạnh, giống như bị đao chém thẳng qua, thẳng góc 90 độ. Nhưng mà hấp dẫn người khác chính là ở phía trước, một chiếc thuyền bay khổng lồ dài hơn 50 mét, con rối đứng ở phía trước nhỏ bé như con kiến. Thuyền bay nhìn vào giống như một chiến hạm dài và hẹp, hai bên còn có họng pháo khổng lồ giống như động cơ máy bay nhô ra ở hai bên. Nếu đứng ở phía trước nhìn lại, cả chiếc thuyền bay này giống như hình chữ V đang vươn chân sang bên trái và phải, vững vàng dựa ở trên mặt đất. Vỏ tàu bên ngoài là lớp áo giáp màu xám xanh đậm, nhìn cũng không quá nặng, ngoại trừ pháo chính còn mang theo không ít vũ khí có sức công phá lớn, phong cách thiết kế độc đáo, vẻ ngoài tráng lệ khiến cho ai nấy cũng đều phải kinh ngạc. Người lần đầu tiên nhìn thấy thuyền bay đã đứng ngay người tại chỗ. Dương Uy, cậu đi kiểm tra chỗ kết nối rung ở bên phải, Hoàng Minh, cậu kiểm tra ở bên trái. Kevin cho bọn họ vài phút để thư giãn và lập tức phân công nhiệm vụ. Vâng, sư phụ. Dương Uy và ba thành viên nòng cốt của bộ phận trang bị, mang theo cảm giác bay bổng khi đi tới gần thuyền bay. Kevin rủ bỏ bộ râu trắng của mình và nhanh chóng bước lên thuyền bay, mỉm cười như một đứa trẻ 80 tuổi. Đường vũ lượng vài vòng ở thuyền bay, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn. Đây chỉ là một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ, nếu cỡ trung bình, cỡ lớn chắc chắn nó sẽ hoành trang và không thể tưởng tượng nổi đương nhiên phải đợi tới lúc anh chế tạo ra rồi nói sau thật xứng đáng là những bức vẽ quý giá còn sót lại từ thời đại vô cùng huy hoàng kia kỷ nguyên thứ ba liên minh pháp sư lớn như thế nào cũng không thể nào chế tạo bản vẽ thuyền bay cũng không phải một tờ mà là một đống bản vẽ mỗi bản vẽ đều đại diện cho một phần quan trọng các bản vẽ đã được tối ưu hóa ở viện nghiên cứu và các bộ phận khác nhau được sản xuất ở xưởng rồi vận chuyển đến núi này để tiến hành lắp ráp. Tất cả mọi thứ được thực hiện theo các hướng dẫn đã được cải tiến. Sắp xếp theo một cách tổng thể, lần đầu tiên thành công lắp ráp chiếc thuyền bay chắc hẳn không có vấn đề gì. Kiểm tra chính là đảm bảo an toàn hay có trục trặc gì không, dù sao nó cũng là vật có chi phí cao tới 2,3 triệu nguyên tinh mới chế tạo ra được thuyền bay là một bộ phận quan trọng trong bước tiếp theo của lãnh địa những người có quyền hạn biết được đều hết sức quan tâm tin tức về chuyến bay đầu tiên nhanh chóng truyền ra và những tùy tùng đều lần lượt chạy đến la trước mặt một bộ chiến đấu màu đen với cơ bắp cuồn cuộn vừa từ trong phòng trọng lực đi ra trên người toàn là mồ hôi nhễ nhại vừa nhìn thấy vật thể khổng lồ đang dựng ở vị trí trung tâm trên mặt nghiêm túc khó có thể biểu hiện ra sự hoảng hốt tạ y cũng không biết đứng ở chỗ nào chỉ biết đang đứng ở chỗ của họng pháo của thuyền bay, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Y Liên và Nancy nắm tay nhau từ phía lâu đài bay thẳng tới và hạ cánh vững vàng xuống bục thuyền bay. Hai người cùng lúc ngẩng đầu lên, đều phát ra khen ngợi. Thuyền bay. Thật là đồ sộ. Thuyền bay. Có ăn ngon không? Đường vu đen mặt lại, Nancy không phải học tập cùng Y Liên hay sao, giờ này còn có thể hỏi ra vấn đề ấu trĩ như vậy đối với vấn đề thuyền bay ăn có ngon hay không đương nhiên là anh ta cũng không biết điều đó chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lên thuyền bay thôi bên hông thuyền bay mở ra một con dốc dài trải dài từ bông tàu xuống mặt đất con dốc rất rộng đủ để chứa hai chiếc xe chạy song song hai bên có hàng rào bảo vệ làm cho mọi người cảm thấy an toàn và đáng tin cậy la triết và trần hải bình đi nhanh dọc theo con dốc và ngay lập tức lên bông tàu y liên và nancy bay lên bill thoáng một cái đã bay lên bông tàu tạ tà y hai mắt sáng lên hai chân khuỵu xuống hai chân phát lực cả người bay lên giống như đạn pháo phóng lên trên trời vững vàng rơi xuống bông thuyền bay lưu lại một vết nứt hình mạng nhện ở trên đất đều có thể nhìn thấy rõ ràng tháng sau sẽ trừ vào tiền lương của anh đường vũ liếc mắt nhìn không để ý tới vẻ mặt suy sụp của tạ y chân anh ta bước lên không khí giống như bước lên bậc thang mỗi một bước đều có thể đi lên mấy mét chỉ cần vài bước đã đi lên bông tàu thuyền bay dương uy và những người khác nhìn đến choáng váng họ muốn chờ cho đến khi các ông lớn đi đầu tiên và sau đó theo sau nhưng các ông lớn không đi theo con đường bình thường nhất thời chạy vội lên dốc thuyền bay phòng điều khiển chính đường vũ trong tay cầm một quả cầu rung liên tục có tin tức truyền vào trong đầu việc điều khiển này phức tạp hơn nhiều so với việc điều khiển phù du chiến xa cho dù có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ mình cũng chỉ có thể tiến hành một ít thao tác đơn giản ít nhất thuyền bay cũng không phải cái bình hoa di động chuyện nào cũng không gì không làm được ông 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 trong quả cầu ánh sáng điều khiển bao gồm vô số rung một bộ phận rung bắt đầu phát ra ánh sáng những vòng tròn năng lượng lan truyền từ đáy thuyền và kèm theo một trận chấn động nhỏ thuyền bay từ từ bay lên cây cối và núi non xung quanh đang dần rời xa. Kenvin đứng ở trên rìa bông tàu, hai tay nắm chặt vào lan can với vẻ phấn khích, nó đã thành công, thành công. Bản vẽ thuyền bay, anh đã nghiên cứu rất lâu, điều này khiến cho anh không khỏi tò mò, ai là người thiết kế ra cái thuyền bay này, chẳng lẽ là một bậc thầy, nhưng bậc thầy cũng không thể nào tự mình thiết kế ra một tác phẩm khổng lồ và phức tạp như vậy. Rất có thể là một nhóm do bậc thầy làm người dẫn đầu, cộng thêm hơn 10 người có trình độ là bậc thầy mới có thể thiết kế ra cái thuyền bay này. Cơ thể mất vài năm hay thậm chí hàng chục năm. Nhưng Kevin cũng nhìn thấy một nhược điểm quan trọng của thuyền bay. Nó đã được thiết kế quá hoàn hảo nên rất khó để chế tạo. Theo như anh thấy, chế tạo một chiếc thuyền bay, ít nhất cũng cần vài năm, một số bộ phận yêu cầu cần độ chính xác cao và một số rung cao cấp, yêu cầu phải cần một bậc thầy cao cấp mới có thể khắc được chỉ cần xảy ra một chút sai sót toàn bộ thuyền bay sẽ bị loại bỏ và tất cả chi phí vật liệu đầu tư vào sẽ không cánh mà bay hiện giờ nó đã được xây dựng bởi lãnh chúa và thậm chí chiếc thuyền bay ngay ở trước mặt so với ở trên bảng vẽ còn hoàn mỹ hơn nếu không phải kevin biết rõ ràng loại phương pháp chế tạo đặc biệt đó học không được ông ta sẽ không cần mặt mũi quỳ gối xuống kêu lãnh chúa truyền nghề cho ông thuyền bay vương lên cao khoảng mấy trăm mét xung quanh toàn là mây trắng mờ mịt nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy những dãy nhà cao ốc của nơi trú ẩn thâm lam ở bên kia dãy núi kỳ lạ hình như không có gió dương uy ngạc nhiên anh hoàn toàn không dám đi tới mép bông tàu cho dù ở bên ngoài có những quan chức và cao thủ cấp cao ở đó anh cũng chưa cảm thấy an toàn điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị gió thổi bay dương uy biết rất rõ cân nặng của mình mấy người khác cũng giống như thế họ muốn đến gần để nhìn mặt đất trong khi bông tàu quá trống trải làm cho bọn họ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Mấy người giống như những người yếu đuối nằm xuống ở trên bông tàu rung cầm cập. Lúc này, tất cả đều ngạc nhiên. Đúng thế, tại sao không cảm thấy chút ngọn gió nào? Các ngươi nhìn xem, thuyền bay đang di chuyển với tốc độ cao. Có người chỉ tay về phía bên ngoài, mây mù lùi nhanh về phía sau giống như đèn treo lơ lửng. Bọn họ không có cảm giác gì cả, giống như đang đứng ở trên mặt đất, ổn định hơn rất nhiều so với máy bay dương uy chậm rãi đứng dậy tay chân vẫn không ngừng run rẩy anh lấy lại bình tĩnh và phát hiện thật sự không có chút nào lắc lư hay những cái khác anh chậm rãi đi đến mép bông tàu hai tay nắm chặt lan can và thò đầu nhìn ra bên ngoài những đám mây trắng như nước và thuyền bay tự do di chuyển qua lại ta đoán bên ngoài thuyền bay chắc chắn phải có vật gì đó để che chắn nhưng không biết lỡ như có người ngã xuống có thể ngăn cản hay không dương uy cũng không biết rõ và anh cũng không muốn lấy thân thể của mình ra làm thí nghiệm hai tay vẫn bám chặt vào lan can tay cũng có chút đỏ lên mấy người khác cũng từ từ bước tới gần với vẻ mặt sợ hãi thuyền bay không biết có thể bay nhanh đến cỡ nào trong tương lai chúng ta còn có cơ hội đi đến những nơi trú ẩn khác à đi du lịch bất nghĩ vớ va vớ vẫn đi loại vũ khí cấp chiến lược như thế thì làm sao có thể tùy tiện dùng để chở khách ý các ngươi nhìn xem đám ma thú thật lớn má nó chúng nó đang bay tới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha